Ngày 24 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Núi Sam tổ chức trao 100 phần quà cho các hộ nghèo trên địa bàn phường, mỗi phần trị giá 200.000 đồng, bao gồm gạo và nhu yếu phẩm với tổng trị giá 20 triệu đồng, do Hội Thiện nguyện Tâm Qua thành phố Châu Đốc hỗ trợ. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo của phường, món quà nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, của Hội Thiện nguyện Tâm Qua thành phố Châu Đốc nhằm động viên chia sẻ với các gia đình vươn lên trong cuộc sống.